Dạ vâng, xin mến chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trở lại thông tin hôm nay, chúng ta cùng nhận định và nghe những lời nhận xét, phát biểu cũng như là bày tỏ tâm sự, chia sẻ và phân tích của ông ẩn danh Nguyễn Hồng Sơn trong bài viết hôm nay. Chúng ta có thể thấy được lộ rõ bản chất thực sự về sự điêu hoa gian manh và tráo trở của Hồng Sơn sau khi đã bị cộng đồng mạng lột tẩy và vạch trần tất cả sự ma mị gian dối khi lợi dụng thân xác tàn tạ của cô Vân để trục lợi một cách công khai và ngang nhiên. Đến hôm nay sự thật cũng đã bị cộng đồng mạng phanh phui và vạch trần, thì Hồng Sơn lên lưu loa lấp liếm và phủ nhận các vấn đề này. Chúng ta có thể thấy rằng bài nhận định và chia sẻ của Hồng Sơn tối hôm nay rất là ngu ngơ, để giả vờ, giả nài, giả điên không biết để rồi phủ nhận về trách nhiệm của mình. Tất cả sự việc được biết đến bây giờ là một màn kịch dựng lên do nhóm của Hồng Sơn, Tiến Dũng và Thanh Trang là những kẻ đầu đàn này đã tạo nên cái hiệu ứng liên quan đến thân xác của cô Lê Thu Vân để trục lợi bá tánh một cách rất là quá đáng. Và sự thật này đã vỡ lẽ khi tiết lộ đoạn ghi âm thực sự của Minh Tú, thì Hồng Sơn hôm nay lại lên lưu la cho rằng Minh Tú không có quyền và không đủ tư cách để ghi âm cô Vân và phát tán trên không gian mạng. Chúng ta cũng nhận thấy rằng riêng đối với Hồng Sơn, bản chất một con người rất là ti tiện, đê hèn, vừa thấp kém vừa về nhân cách và thấp kém về giá trị đạo đức, nhưng lúc nào cũng tự xưng hùng xưng bá cho ta đây là người tài cao trí đức hơn người. Thực ra chiêu thức lọc lừa niềm tin khán giả của Hồng Sơn với lối dẫn chuyện vừa ma mị vừa điêu hoa và cộng thêm cái bản chất gọi là trơ trẽn lì lợm dai mặt của Hồng Sơn luôn thể hiện từng ngày khiến cho cộng đồng mạng càng ngày càng nhận ra thực sự về bản chất và tâm địa của Hồng Sơn như thế nào. Có phải là một con người thực sự đứng ra giúp đỡ người thiện âm một cách vô điều kiện, không vụ lợi như vậy hay không? Hay chỉ mượn thân xác của hai cái từ thiện âm và những người mà được gọi là thân tàn ma dại ở Thiền Am để đem ra trục lợi lòng thương cảm của bá tánh cộng đồng một cách rất là công khai. Hôm nay chúng ta có thể nghe những lời nhận định của Hồng Sơn rất là vu vơ, rất là miễn cưỡng, và đặc biệt là sự dài mạt trơ trẽn này được thể hiện từng ngày từng ngày. Hôm nay thái độ của Hồng Sơn cười cợt trên cái nỗi nhục nhã ê chề, chứ không còn căng thẳng giống như những ngày trước đây nữa, thưa quý vị. Để tôi phân tích cái hành vi phản động lưu vong nó như thế nào, nó liên quan tới cái câu chuyện này, rồi là xúi dục một cái người là nhân danh là con nuôi ở trong cái Thiền Am đó, để rồi đó đặt những câu hỏi ghi âm phát tán lên trong không mạng. Ở đoạn này thì ẩn danh Hồng Sơn cho rằng luật sư Lân đã cấu kết với mẹ Nấm Như Quỳnh và cho rằng mẹ Nấm Như Quỳnh là một thành phần phản động, cho nên Hồng Sơn cũng ghép luật sư Lân với mẹ Nấm Như Quỳnh là phản động và xúi dục Minh Tú làm những cái chuyện sang bậy như gọi điện vào cho cô Vân để tham vấn hỏi thăm về tiền bạc có hay không. Nhưng thực sự chúng ta cũng đã biết liên quan đến đoạn ghi âm, liên quan đến việc mà đơn thuốc tòa thuốc đối với cô Lê Thu Vân để điều trị, thì đó là một màn kịch mà Hồng Sơn, Nguyễn Tiến Dũng, Thanh Trần dựng nên và mượn thân xác tàn tạ của cô Lê Thu Vân để trục lợi niềm tin của bá tánh một cách công khai. Trước đó thì chúng ta cũng đã biết Tiến Dũng từng tung hô và cho rằng đã quyên góp được một số tiền để giúp đỡ về việc cứu chữa cho cô Vân, nhưng thực sự số tiền đó lại không đến được tay cô Vân và buộc Minh Tú phải hỏi xem tiền có đến thực sự hay không, và sự thế đã rõ ràng là không có đến với cô Vân. Và cô Vân cũng không được nhận tiền từ Tiến Dũng. Đến bây giờ sự thật về số tiền mà Tiến Dũng quyên góp thì đã bị cộng đồng mạng lột tẩy vạch trần sự thật này. Thì Hồng Sơn lại lên lưu loa lấp liếm và phân bua cho rằng Minh Tú không đủ tư cách để gọi điện vào cho cô Vân để tư vấn. Và cho rằng anh Lân, Như Quỳnh, mẹ Nấm là hai người phản động đã xúi dục Minh Tú làm những cái việc này. Chúng ta cũng đã thấy rằng sự lấp liếm của Hồng Sơn để che đậy về cái mục tiêu của những con người này
là như thế nào. Mượn thân xác của cô Lê Thu Vân để kêu gọi, để trục lợi. Nhưng chính cô Lê Thu Vân lại không được hưởng từ các cái quyền lợi này. Cô Lê Thu Vân cũng không biết được đồng tiền này trắng đen như thế nào. Nhưng luôn nói rằng mục đích là kêu gọi để giúp đỡ cho cô Vân. Nội dung nó nhằm mấy mục đích lận. Cái thứ nhất á, là để công kích anh Nguyễn Tiến Dũng, rồi cái người mà nhận tiền để mà chăm lo là Ngọc Mai, và tôi là cái người mà cũng là ủng hộ trong chương trình đó, rồi là người cũng tham gia gần như trực tiếp đó là Trần Tâm, rồi những người ủng hộ khác. Xoay quanh câu chuyện này đó là họ làm cho cái việc đó đó, lấy cái lời của cô Vân, cô Thu Vân đó, để rồi làm cho cái gọi là chứng cứ, mục đích đó là công kích như vậy đâu. Việc mà Minh Tú gọi điện hỏi thăm cô Vân về số tiền đó không phải là làm chứng cứ để công kích Đỗ Hồng Sơn, mà để làm rõ sự thật về bản chất của vụ việc này. Có thực sự là Tiến Dũng và Hồng Sơn đã lợi dụng hình ảnh cô Vân để kêu gọi trục lợi hay không? Và thực hư đến bây giờ thì tất cả diễn biến của sự việc thực tế là như vậy. Cô Vân đâu có nhận được tiền từ Tiến Dũng. Tiến Dũng thì một mặt thì tung hô, bên này Hồng Sơn thì một mặt là rêu rao rằng đã cống hiến và giúp đỡ hết sức nhiệt tình đối với cô Vân. Nhưng thực ra cô Vân vẫn chưa thừa hưởng được cái đặc quyền ưu ái từ cái sự giúp đỡ, từ một cái tấm chân tình vô điều kiện của Hồng Sơn, Tiến Dũng và Thanh Trần như vậy. Thực sự đã quá rõ ràng, đây không phải là công kích mà đây là vạch trần sự thật của những kẻ ma mị gian dối và lọc lừa để Hồng Sơn. Thứ hai nữa, làm cho những người mà giúp Thiền Am cảm thấy liên quan phiền tối, để rồi là không giúp được. Ở đây nói về giúp Thiền Am thì khán giả ở đây cũng rất đồng hành và ủng hộ về cái lòng nhiệt huyết xuất phát từ tâm của mỗi con người. Có nghĩa tâm ở đây là tâm thiện thực sự, không vì vụ lợi, không vì mục đích, thì đó là điều mà khán giả rất hoan nghênh. Nhưng ngược lại, có những kẻ lợi dụng vào cái niềm thương, cái lòng nhạy cảm nhiệt huyết của bá tánh mà lợi dụng, bên cạnh đó đưa cái hình ảnh Thiền Am và những con người tiền tỷ này ra để trục lợi, thì đó là việc cần phải lên án, vạch trần những kẻ lọc lừa, lợi dụng, chứ không phải là công kích đâu Hồng Sơn ạ. Giúp người Thiền Am thì ai cũng mong muốn cả, chứ không nói gì riêng đối với Hồng Sơn. Nếu thực sự Hồng Sơn, Tiến Dũng, Thanh Trần giúp thực sự thì ở đây khán giả rất hoan nghênh. Nhưng mà ở đây Hồng Sơn, Tiến Dũng lại lọc lừa, lại lợi dụng và để ma mị và trục lợi cái niềm tin này. Rõ ràng và sự thế đã bị vạch trần thì Hồng Sơn, Tiến Dũng lại lên lưu loa. Rõ ràng là như vậy mà. Tiếp theo đó là đối với một cái cô Vân đó, cái nhóm mặt nạ đa đề thật ra mà nói đó, họ không còn ưa Thiền Am nữa đâu. Bởi vì á, là sự lợi dụng của người Thiền Am đối với họ không còn nữa. Ê, cái này là anh nói bậy, anh nói không có chứng cứ. Làm sao anh biết rằng nhóm đa đề này không còn ưa Thiền Am nữa? Nếu không còn kề vai sát cánh, nếu không còn chung tay với người Thiền Am để vạch trần cái sự thật của những kẻ mạo xưng, mạo danh, lạm dụng hình ảnh của người Thiền Am để trục lợi, để đánh lừa niềm tin của khán giả, thì thử hỏi Hồng Sơn cứ nhìn nhận là đi, bản thân của mình đã làm được gì cho Thiền Am mà tối ngày cứ cho rằng giúp đỡ Thiền Am vô điều kiện, trong khi nhóm đa đề là những người kề vai sát cánh, giúp và đem lại quyền lợi rất nhiều cho người Thiền Am, thì hà cớ gì mà họ lại bỏ mặc người Thiền Am được. Việc công kích vạch trần những kẻ lọc lừa, trục lợi như Hồng Sơn, Tiến Dũng, Thanh Trần, đó cũng là cách giúp người Thiền Am vượt qua cái cám dỗ của thị phi, giúp người Thiền Am hãy bình tâm và sớm nhận ra những kẻ giả danh trí thức, lọc lừa niềm tin của bá tánh, giúp cho người Thiền Am không còn u mê để nghe Hồng Sơn, Tiến Dũng và Thanh Trần giả dạng là người trí thức, giả dạng là người cứu nhân đạo thế để lọc lừa, để trục lợi. Và đó cũng là cách giúp người Thiền Am đấy Hồng Sơn ạ. Mục đích của nhóm này nữa là đánh phá vậy đó, để người Thiền Am cũng thấy sợ luôn. Nhưng đó là những cái ý nghĩ. Tiếp theo là để giải vây cho cái luật sư của chúng tôi. Luật sư chúng tôi phát trên không gian mạng những điều rất là phản cảm. Công kích cái gì ở đây mà công kích giải vây cho luật sư? Cái gì ở đây mà gọi là giải vây cho luật sư? Rồi luật sư phát tán trên không gian mạng những điều gì là phản cảm?
Anh nên nhớ các vị luật sư, ấy nhật ký luật sư nêu quan điểm là bảo vệ các cái luận điểm về sự oan khiên cho bản án của người Thiền Am, bảo vệ người Thiền Am, bảo vệ Thiền Am mọi điều kiện, mọi lúc, mọi nơi. Dù rằng các vị luật sư đã không còn ở trong nước, nhưng họ vẫn sát vai kề cánh đối với người Thiền Am để giúp đỡ, để lan tỏa cái nỗi oan khiên cho người Thiền Am. Chứ không phải những kẻ yếu hèn giống như Hồng Sơn mà làm con rùa rút cổ, không dám tố cáo những kẻ lạm dụng chức quyền để bức hại Thiền Am đâu Hồng Sơn. Là bức hiếp người Thiền Am tới mức độ mà cho người Thiền Am là nợ trở lại luôn. Rồi Thiền Am ở đâu thì không biết, việc làm đâu thì không thấy. Cái suy nghĩ và cái nhận định của anh nó rất mâu thuẫn và suy diễn. Các luật sư có ai mà bức hiếp người Thiền Am đâu. Các luật sư đã nói rồi, không có nói là người Thiền Am nợ tiền. Các luật sư cũng phân tích rõ rồi, anh cũng đã hiểu điều này rồi mà. Bây giờ anh lại cố chấp và nói rằng là đổ tội cho các luật sư, cho rằng người Thiền Am nợ tiền các luật sư. Đây là những phát ngôn và sự dẫn dắt ma mị của anh, mang tính rất là sân hận, khiến cho khán giả, khiến cho cộng đồng hiểu lầm và nghĩ sai về các vị luật sư. Các vị luật sư cũng đã phân tích rõ ràng và nói rõ rồi là không phải là người Thiền Am nợ tiền chúng tôi. Rồi trong cái trường hợp đó, họ làm ngổ ngáo cháo trùng, cào cào châu chấu thì với nhũi với kiến vậy, mau lên làm bác sĩ hết. Bác sĩ ngang không? Tự khám rồi tự chịu trách nhiệm, tự cho, tự vẽ ra luôn. Rồi nói rằng là coi như là thuốc giả, thuốc thiệt, nói đi lung tung. Phải nói chứ Hồng Sơn, không nói thì Hồng Sơn cho rằng là những con người này cứ ngu ngơ để cho Hồng Sơn mặc sức tha hồ mà ma mị, tha hồ mà dẫn dắt sao Hồng Sơn. Cho nên đây là sự lên tiếng và vạch trần những kẻ lạm dụng, những kẻ trục lợi giống như Hồng Sơn, Tiến Dũng và Thanh Trần đấy. Tất cả những cái điều đó, mục đích của họ là quậy phá. Đây là thực hiện nhóm đa đề dưới cái việc là trung tâm là Lê Thanh Minh Tú, với nhân danh là con nuôi, để gài được một cuộc điện thoại đó và từ đó để đánh phá. Thực ra họ không phải đánh phá Thiền Am Thuần Tí đâu, không phải đánh phá một cô Văn đâu, mà đây là cái cách để đánh phá, mở màn thí nghiệm của cái nhóm phản động. Ây, lời nói của anh mới đúng là lời nói gây phản cảm, gây hận thù, gây chia rẽ đấy. Từ nay anh đừng có nói luật sư Lăng nói rằng là nói lên những lời nói mang tính gây hận thù nhé. Chính anh mới đang thể hiện cái lòng sân si đố kỵ của mình khi đã bị cộng đồng mạng vạch trần sự thật về bản chất ma mị, gian dối, điêu hoa, xảo quyệt của mình. Cho nên Hồng Sơn rất cay chứ gì. Ở đây không có ai phản động, ở đây không có ai công kích cả, mà đó là hành vi tố cáo vạch trần những kẻ lọc lừa ma mị khán giả đấy Hồng Sơn. Nhóm đâu thì không biết, nhưng mà khẳng định một điều là cái con người cụ thể là mày nói Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, cộng với hai ba con người mà rơi trường hợp là luật sư của chúng tôi, lòng hận thù có sẵn đem về để rồi công kích chính quyền, quậy phá cái nền an ninh mạng. Ây chà, nghe cái nhận định của anh nó mang tính suy diễn và gán ghép, mang với cái nỗi tâm tư của những kẻ mà sân hận. Ấy, anh mới chính là những người gây chia rẽ, gây hận thù đấy. Anh cũng từng nói rằng là Minh Tú, luật sư Lăng kết nối với mẹ nắm Như Quỳnh là phản động. Nhưng anh nên nhớ trước đây anh cũng là một người tôn vinh, cảm nhận mẹ nắm Như Quỳnh là một người phân tích, chia sẻ các cái luận điểm, và chính anh cũng đã là một người từng ngưỡng mộ mẹ nắm Như Quỳnh. Nhưng đến bây giờ tại sao sự thế lại đi ngược như vậy hả Hồng Sơn? Anh đã bị vạch trần, có thể là anh đã thấy cái sự nhục nhã này quá là cay cú, cho nên anh quay sang cắn xé những con người này chứ gì. Thực ra con người anh chẳng có chút liêm sỉ, chẳng biết nhìn nhận và chẳng biết vị thế của mình là ở đâu cả. Nhưng mong rằng anh nên giác ngộ và hãy sống một con người thật như anh đã từng nói, như anh đã từng nhân danh là một con người trí thức, hiểu biết, nhân đạo và giúp đời giúp người nha ông Sơn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó là tất cả những thông điệp liên quan đến bài chia sẻ tối hôm nay. Chúng ta cùng nhận định và nhìn lại phong thái của Hồng Sơn có xứng tầm là một người đạo đức hay không, hay là kẻ giả danh trí thức để đánh lừa niềm tin của khán giả, tự cho mình là một người đạo đức và tâm thiện để giúp đời giúp người, nhưng sự thế không phải là như vậy. Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã theo dõi và lắng nghe thông tin trên. Xin mến chúc quý vị và các bạn có một ngày bình an và hạnh phúc. Mình xin chào thân ái ạ.